Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ôi trời ơi, tiếng nhiều quá, vui quá vậy. Vui quá hả? Ây da, chấn động luôn. Ê trời ơi, đẩy gì trời. Ê, rửa sạch vô nè ăn nè. Ôi trời ơi. Ôi ơi, anh nào mà tặng cho em mà tiền nhiều dữ vậy trời. Ôi quá trời luôn rồi, con ơi, tiền nhiều chết ơi. Đã luôn rồi, kiểu này đi mua xe hơi được luôn rồi đó mọi người. Ôi ôi, đã gì? Ôi hấp dẫn như trời, rút ra không hết luôn. Kiểu này năm nay chắc kiếm tiền trúng bánh luôn rồi kiểu này á. Tiền đóng đóng luôn rồi. Ôi tiền vô ào ào luôn rồi kiểu này. Ôi ôi, á, chúc mừng sinh nhật, cho chào bỏ tay. Ôi, rất là vui luôn. Ôi ôi, hồi nào giờ chưa làm cái kiểu này luôn á mọi người. Lần đầu tiên thì được quắn tiền lên cái cổ thi á, thì vui ghê luôn á. Thì nghĩ năm nay chắc kiếm tiền thiệt là nhiều. Đó. Với lại một cái nữa, mọi người yêu mến thì thiệt là nhiều, thì cũng rất là vui. Nãy giờ lo sinh nhật không mà không có đốt đèn đốt gì hết trơn á. Bây giờ bà con cô bác cũng chờ đợi rất là lâu rồi. Nãy giờ nè, bây giờ mình nâng ly lên một cái đi. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. Còn đây là tây thi bắp nướng nè mọi người có nhớ không ạ? À? Bữa nay em gái người ta đẹp gái lắm rồi. Bữa nay biết sao không, tăng trang lên, lên đời mới rồi. Bữa nay tăng trang lên rồi nha mọi người nha, đẹp gái trắng tươi. Đó, mọi người bữa nay là khác xưa nha. Ôi kìa. Nhưng mà gặp lại em gái thì đẹp hơn xưa thì cũng rất là vui và hạnh phúc. Là tại vì sao, còn gặp nhau là còn vui đó phải không em? Nhưng mà giờ em cũng khỏe bình thường ha. Mua bán được là chị chúc mừng rồi đó. Bây giờ mua bán cũng vẫn chỗ cũ phải không? Vẫn chỗ cũ, vẫn bán bình thường. À, bữa nay có bán không? À, bữa nay nghỉ bán hả? Dễ thương quá à. Nói chung là chị em mình biết ý nhau là được rồi. Thì mong là tất cả khán giả mình vẫn yêu mến hai chị em mình, à, là giống như những người mà trong giới giống như mình mua bán nha. Chị cũng xin chúc mừng em gắng cố gắng nhiều hơn nữa, thì chị cũng gắng cố gắng nhiều hơn nữa cho hình ảnh mình trên clip này tốt đẹp hơn, với lại tất cả anh chị em toàn cả đất nước để xem mình mỗi ngày, có những hình ảnh tốt đẹp trong cách làm việc mình mỗi ngày. Và nhiều khi không được gặp gỡ nhau mỗi ngày đó, chứ lâu lâu gặp nhau là cũng vui lắm chứ bọn, phải không? Vui không? Còn sống là còn vui đó, còn nói là còn được là còn vui phải không em? Còn chia sẻ thì là còn vui. Dễ thương quá à. Mọi người nhớ ủng hộ Tây Thi bắp nướng nha. Vui vẻ nha. Lâu nay em có người yêu, có bạn trai gì chưa? Dạ chưa chị ơi. Chưa hả? Có chồng rồi hả? Dạ không. Ôi trời ơi, lâu nay có chồng chưa có chồng hả? Dạ không. Rồi em hỏi gì trời chị đi. Ờ, chị hỏi em có chồng chưa? Chị chưa có chồng nè, mà trai nó mê chị quá trời mà chị chưa chịu. Bởi vì chị đẹp quá trời, chị đẹp. Chị đẹp quá trời. Ê, chị. Năm nay em cũng đẹp nha. Đẹp chị cũng đẹp không? Chị hai chị mình đẹp đều. Tôi ạ. Khoảng kem trộn mà. Ồ em bữa nay trắng quá vậy? Bữa nay cũng trắng quá trời nè, trắng hơn chị luôn nè. Ờ. Trắng quá trắng. Ờ. Bữa nay cũng đẹp. Ê ba, đi đâu vậy? Bữa nay tân trang quá trời luôn rồi. Quá trời quá. Vô nè. Đứng lên, đứng lên. Ba ba mới đi trồng trái bưởi. Mới trồng trái bưởi cho nên chưa chín. Cho nên chưa ai bẻ được. Đó, ngày hôm nay tươi lắm nha mọi người. Bóc gỏi, bây giờ là đại lý bóc gỏi với lại bán gỏi về. Ngày hôm nay cũng rất là vui luôn, cho nên bà con có bác đến nè. Này là bạn của Thi Chi Kỷ mười mấy năm. Bạn quen mười mấy năm từ cái đời mà chưa có gì. Thì cũng rất là vui, bữa nay cũng vẫn còn bạn bè gặp. Còn gặp là còn vui. Đó, ngày nào còn gặp nhau là ngày đó còn nụ cười, còn vui. Phải không Út? Nói chung ra tiền bạc mình không quan trọng, ngày mai kiếm được. Nhưng mà còn bạn bè, còn gặp nhau, còn nụ cười, tiếng nói là vui. Thì cũng cảm ơn ngày hôm nay má Dũng với lại Út. Với lại bạn bè của má Dũng ngày hôm nay đến chung vui nha. Chúc mừng ngày hôm nay thì chúc cho má Dũng này nọ vui vẻ. Mình cứ vui là được rồi, ngày nào tính ngày đó. Hát dòng cổ rất là hay luôn, chở thì đi hát đám cưới. Với lại dưới quê này nọ đó, đi chơi châu chồm xóm này nọ, bà hát hay lắm. Ở đâu giờ hồi nãy khoe không mà khoe tiếng hát không mà giờ thử một khúc giai đoạn ngắn ngủi đi. Chút nữa say là hát hay lắm nha mọi người. Trong giây phút chia tay, tiếng nguyện ghi lời thề. Đây non sông đang dầm dài, mang chiến công về. Trên quê hương đất nước cho đưa tiếng ca người đi. Lời vàng xin ghi nhớ, mang từ xa dòng về. Non sông mai xin thề nguyện, mang chiến công về. Trên quê hương đất nước. Hay quá đi.
Lê Quynh ơi ngủ một giấc ngủ muôn đời à, sông núi đây rồi vàng mãi dưới lòng ta. Hay quá nè, cho chàng vỗ tay mọi người ơi. Xin cảm ơn quý vị. Thật ra là bà con cô bác trong xóm chị này kế bên là chuyên gia làm niệm, với lại là giá yên xe, sửa đồng hồ này nọ kế bên nhà Thi vui vẻ đó. Thôi cũng cảm ơn chị nha, vui vẻ nha chị. Nói chung ở gần nhà chòm xóm trước lạ sau quen. Chị này là chuyên gia bán đường, lúc đó khổ sở đi mua đường của bà. Còn ở đây là chị em ở dưới quê. Còn ở đây là khu phố phường kế bên. Thì đây là chị em bạn gì. Còn ở đây là chuyên gia bán rau đu đủ. Còn ở đây là chồng của con nhỏ đó mà ngồi xa nhau dữ. Còn ở đây là ba chồng thi dưới quê đó, Bạc Liêu. Còn ở đây là em chồng Thi, hai đứa vợ chồng. Còn ở đây là em chồng, còn ở đây là mẹ chồng. Chồng ơi, chồng ra đây nè, chồng đi đâu vô đó vậy? Ê mấy đứa, thì ngày hôm nay tất cả các thành viên bên Thi nè, bữa nay cũng rất là đông. Bữa nay đông không mấy đứa? Đông chiều rồi. Bữa nay Thi rất là vui luôn, phục vụ tất cả anh chị em đúng 9 giờ. Cái khách hàng tan từ từ. Thì Thi mong rằng sinh nhật của Thi lần này chúc cho tất cả các thành viên bên Thi mạnh khỏe và giàu sức khỏe, với lại làm việc cố gắng hơn nữa vui vẻ. Ngày hôm nay là cái lễ sinh nhật của Thi là 35 phải không? 35 tuổi thanh xuân. Và một cái món quà này rất là ý nghĩa. Tiền vô như vàng, vàng vô quá trời đóng luôn rồi. Mà tiền vô cũng nhiều nữa. Nhưng mà tại vì ekip Thi á là mà đó mà mua tặng cho Thi. Thì ngày hôm nay Thi cũng cảm ơn ekip Thi quay truyền hình chương trình mỗi ngày cho mọi người xem đó, được hình ảnh tốt đẹp. Ngày hôm nay Thi cũng xin chúc cho Thi á làm việc tốt đẹp hơn, với lại mạnh khỏe, với lại kiểu như là cho Thi cũng như mau kiếm chồng nhanh. Với lại cái nữa, nếu mà chưa lấy chồng thì có nhiều người mê Thi đó. Cái nữa là cho Thi kiếm tiền thiệt là nhiều, với lại bà con cô bác yêu mến Thi thiệt là nhiều. Thì Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con cô bác toàn cả thế giới và toàn cả đất nước luôn luôn yêu mến Thi trong suốt thời gian vừa qua. Thì nếu có trường hợp mà lỗi làm gì đó, sai sót gì đó, thì mong rằng bà con cô bác thông cảm bỏ qua. Thi cũng gắng cố gắng phấn đấu hết mình mỗi năm, nếu mà Thi làm được thì sẽ đẩy sinh nhật như vậy, được gặp bà con cô bác mình mỗi ngày. Với lại cũng chúc cho con gái Thi ấy mau lớn, với lại có tiền thì là nhiều, trở về già để lo cho Thi. Bây giờ cho Thi hỏi tất cả các anh chị em mình ở đây nha, đang tụ họp với nhau 2-3 tháng nay, mọi người có thấy kinh tế hơi vắng không ạ? Vắng không? Vắng không chị? Chị Đường? Vắng không? Vắng phải không? Bà Rau vắng không? Vắng không anh? Tại vì mình tụ họp nhau để mình chia sẻ tâm sự với nhau, để sao có một cái sự cố gắng, để gắng cố gắng để làm việc hơn nữa. Tại vì Thi biết mà, kinh tế mà, nhưng mà Thi vẫn còn phục vụ tất cả anh chị em. Tất cả anh chị em hay nghĩ là Thi chắc nghỉ bán rồi, không có nghỉ đâu, vẫn còn bán bình thường, vẫn còn phục vụ tất cả anh chị em. Nếu nghỉ bán ở đây thì đi về nhà cũ bán. Chứ không nghỉ luôn, nghỉ lấy gì đâu, có tiền mua sữa cho con bú. Đó, cho nên là Thi phải bán. Nhưng mà Tây Thi này có thấy vắng không? Vắng chị. Vắng không? Vắng phải không? Thì cho nên là Thi nghĩ mong rằng tất cả anh chị em mình cứ làm việc bình thường đi để vui vẻ trong cuộc sống. Ngày hôm nay Thi có một cái buổi lễ sinh nhật thì Thi sẽ hát tặng cho tất cả anh chị em mình một bản nhạc. Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cùng ly cái đi nào. Vô. Thì gặp được tất cả các thành viên bên Thi, có người kiểu này người kiểu kia, mọi người cũng thông cảm đi, cứ vui vẻ là được. Rồi bây giờ mình vô một cái nè. Anh chị em ơi, bò này là bò tươi đó nha, rồi chấm. Nước chấm đâu trời, không lấy nước chấm gì trời. Nước chấm kìa. Chế nước chấm ra đi cho người ta đi, năm nay đãi sinh nhật kiểu như là không có sắp xếp gì hết trơn á. Tới giờ bắt đầu cái đãi luôn à. Cứ thoải mái lên nha, ăn thoải mái đi. 1, 2, 3 vô. Bữa nay rất là vui luôn, thì mong rằng tất cả các thành viên bên Thi làm việc vui vẻ, với lại một cái nữa mạnh khỏe để phấn đấu làm việc tiếp tục. Nhưng mà vẫn bán được bình thường, vẫn hỗ trợ tất cả các thành viên được vui vẻ trong cuộc sống, với lại cứ làm việc mỗi ngày đi rồi cho vui ngày qua ngày nha. Còn mấy đứa chị có chửi có la chị đừng có buồn chị nghe chưa. Chị có chửi gì kệ chị hả, cứ vui bình thường, cứ làm việc bình thường, cứ vui lên là được nha Diễm ơi. Bé heo nha, cụm ly nè. 1, 2, 3 vô. Nãy giờ lo ở ngoài không, không có lo con gái gì hết trơn, bỏ con gái ăn à. Nãy giờ con có thấy mẹ đẹp không? Đẹp nhiều không? Bữa nay mẹ giống gì? Giống công chúa, bữa nay giống công chúa rồi.
Bữa nay giống công chúa rồi, chứ không giống hoàng tử nữa. Thì Thi cũng chúc cho con gái Thi chuẩn bị vô sắp học này rồi, vui vẻ. Vậy là con Thi mạnh khỏe, lớn lên, mau lớn, vui vẻ. Thì cho nên Thi nghĩ là con Thi cũng lớn lên, Thi chia sẻ tiếp tục về hành trình mà Thi có con ở tại Thái Lan. Tại vì Thi biết, Thi mong là con Thi lớn lên thì nó sẽ hiểu. Thi chia sẻ từ từ cho nó hiểu hơn, để biết Thi là một người mẹ mà không có chồng mà lại có con, thì lý do nào đó. Lúc đó Thi chia sẻ cho tất cả anh chị em nha. Mọi người thấy Thi vậy chứ, Thi vui thì vui, nhưng mà nhiều khi Thi cũng lo lắm. Còn ở đây là ba chồng Thi. Ba chồng Thi dưới quê đó, Bạc Liêu. Còn đây là em chồng Thi, hai đứa vợ chồng. Còn đây là em chồng, còn đây là mẹ chồng. Chồng ơi, chồng ra đây nè. Chồng đi đâu vô đó vậy? Ê mấy đứa, mấy đứa ơi, ra ngoài nè, chuẩn bị bắn pháo bông, cầm nước chai chai liền đi, mẹ chuẩn bị thổi kèn. Thì năm nay nữa thì làm sinh nhật được 6 năm rồi, mới làm 6 năm mà năm sau nữa mới 7. Em thì đãi năm nay rất là dễ dàng luôn. Thứ nhất là gỏi, gỏi củ hủ dừa. Thứ hai nữa bò tươi, em mua bò tươi. Nhúng với cái chảo dầu này nè, nhúng ăn thôi, nhúng chín ăn, nhúng sống tái ăn luôn. Đó cho tiện lợi. Với một cái nữa đó chính là món ăn, là cái món này là của chị gái này nè, năm nào chị cũng nấu cho ăn món gì đó mà không biết kêu bằng cái gì nữa. Gà tiềm thuốc bắc ăn bồi bổ để tối về phục vụ người yêu. Rồi kế tiếp nữa thì đây là ông thợ điện. Thợ điện nha mọi người nha, lúc nào đi đâu có ông thợ điện sẽ hư bóng đèn có ông sửa liền. Hư rumine các có ông sửa liền. Nói chung ra cuộc sống hàng ngày ai cũng thích mình vui. Cho nên là cái vui á, mình được còn gặp nhau là mình còn vui. Còn tiền bạc thì cũng không sao. Tiền bữa nay kiếm được ngày mai kiếm được. Cho nên là Thi đã sinh nhật Thi cũng cũng thông báo với anh chị em, đến chơi cũng được mà không mua đồ, không mua quà cũng được. Chủ yếu đến vui là được. Đó. Thì cho nên là Thi chủ yếu là gặp mọi người thôi, cứ mọi người đến là hạnh phúc rồi. Hồi đó cũng khó khăn, với lại cũng như lang thang đi nhiều nơi nhiều nước đó. Cho nên kiểu như là mình không có tiền để mình đã làm sinh nhật như vậy. Nói chung là sinh nhật này làm cũng được mà không làm cũng được, nhưng mà làm thì mình có thể gặp gỡ nhau, anh chị em mình tâm sự nhau đời riêng tư, chia sẻ nhau về cuộc sống. Nói chung ra là cứ chia sẻ nào được chia sẻ. Đó, cứ còn tiếng nói là còn vui à, còn cười được là hạnh phúc. Đó. Thì đây cũng không có gì xa lạ hết trơn, còn anh em không à. Anh em, bạn bè, với lại là những người mặt hàng mua bán, với lại tất cả các thành viên. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh cho Thi Vlog nha. Hẹn lại tất cả anh chị em vào chương trình clip ngày mai. Rồi chân trên ven kia chiều nắng chiều phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nét sống vui tươi đón chân vào đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn hoa màu. Người già thăm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa thanh thản đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Tiếng cười cùng gió chan hòa đến khu say xưa. La 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 la, la 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 la. Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, chan bao ý thơ.